Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì vườn mai của anh Tâm ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống xuông mình lại bên vườn của anh Tâm nha cô chú anh chị. Thân co lắc giáng long, tàn siêu vip luôn, giá cực kỳ ưu đãi luôn cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xin thấy cây nào giá cao hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn anh Tâm đến Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Vậy rồi em chào anh Tâm nha. Dạ, chào bạn, chào cô chú anh chị em xem kênh. Nay em cũng có ra một số mai giống như bình lợi á. Rồi dạ. Mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn anh ha. Dạ, đầu tiên hôm nay là cây 20C, nói liền với lép cớt luôn nha. Rồi, cây thân lắc giáng long luôn cô chú anh chị ha. Bo già nha cô chú anh chị, cây này để bo liền, ok ha. Rồi, thông số cây này luôn anh ha. Quỳnh được 18. Rồi. Cao 66. Tán ngang nó 55. Rồi. Cây 20C này bu lưu là 900 nha. Rồi 900 ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 21C. 21C là một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Rồi cây có cũ nè coi cho anh chị ha. Rồi, thông số luôn chị anh ha. Quỳnh được 17. Rồi. Cao 50. Cái ngang nó 52. Rồi. Cây 21C này em vô luôn là 800 nha. Rồi, 800 ngàn ha. Rồi, mã số 22C. 22C. 22C cũng là cây siêu bông bình lợi nha. Cây có đế luôn ha. Rồi thông số luôn anh ha. Mình được 21. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 58. Rồi. Cây 22C này em giao lưu là 850 nha. Rồi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 23C. Rồi. Cũng là một cây siêu bông bình lợi. Rồi cây này dán trực của cô chú anh chị ha. Tàn lên đọt đều gan luôn nè cô chú anh chị. Bắp ngọn ok luôn ha. Rồi thông số cái này luôn anh ha. Có đế luôn, nguyên cái bệ đế dữ dằn nha nha. Quỳnh được 19. Rồi. Cao 60. Tán ngang nó 45. Rồi. Cây 23C này em vô luôn là 850 nha. Đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24C. Rồi. Này 4C cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Bo già cô chú anh chị ha. Cây thân co lắc quá trời luôn. Đế cũng đẹp. Thông số cái này đúng ha. Quỳnh được 20. Rồi. Cao nó 65. Tán ngang nó 67. Cây 24C này vô lưu là 900 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 25C. Rồi, 25C. Bình lợi luôn anh ha. Dạ, bình lợi. Tàn lá luôn cô chú anh chị ha. Nguyên lô bình lợi. Rồi, có đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số cái này luôn ha. Bình được 18. Rồi. Cao 53. Tán ngang nó 54. Rồi. Cây 20... 25C vô luôn là 850 nha. Rồi, để cây luôn anh ha. Rồi, mã số 26C. 26C, cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Đây cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha, có đế luôn ha. Rồi, thông số luôn ha anh. Mình được 22. Cao 48. Rồi. Tán ngang nó 64. Rồi. Cây 26C em vô luôn là 800 nha. Rồi, mình đã cây luôn anh ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 27C. Rồi. Cây này tàn có luôn cô chú anh chị ha. Bo già nha cô chú anh chị. Tàn xung xê luôn. Rồi, thông số cái này luôn anh ha. Quỳnh được 16. Rồi.
cao 59, tán ngang nó 48. Rồi. Rồi cây 27 c nó vô cũng là 88 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 28C. Rồi. 28C cũng là cây siêu bông mình lợi nha. Rồi, cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi, 56. Cũ luôn. Quá trời cái cũ luôn cô chú anh chị. Hoành được 17. Rồi. Cao nó 70. Tán ngang nó 52. Rồi. Cây 28C nằm vô, vô luôn là 88. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 629C. Rồi. 29C cũng là cây siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi, cây này co kiểu quái quái kiểu của anh chị ha. Bo siêu già luôn. Cây này lấy siêu nhiều bo nha, nếu mà lấy bo nhiều nha. Rồi, không số luôn anh ha. Có đế luôn ha. Mình được 19. Rồi. Cao 66. Tán ngang nó 67. Rồi. Cây 29C này vô là 900 nha. Rồi. Cái này clip luôn anh ha. Cái này là cây clip của em ngày nay. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em xem kênh và ủng hộ em. Em rất chân thành và cảm ơn. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Tâm cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.